Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác, Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chính xác Việt Nhật Tân tự hào là doanh nghiệp uy tín hàng đầu chuyên gia công cơ khí chính xác phay CNC, điện CNC theo bản vẽ thiết kế cho khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm phục vụ trong ngành chế tạo máy công nghiệp, các sản phẩm phụ trợ trong ngành công nghệ cao, công nghệ bán dẫn. Từ 2015, chúng tôi bắt đầu thành lập bộ phận nghiên cứu và phát triển. Ngoài nhận bản vẽ và gia công ra sản phẩm, công ty chúng tôi còn tiếp nhận ý tưởng, yêu cầu của quý khách. Sau đó thiết kế, xuất bản vẽ và gia công theo yêu cầu. Các lĩnh vực dịch vụ, sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm: nhận gia công các linh kiện máy móc công nghiệp, linh kiện bán dẫn. Chúng tôi tự hào là đơn vị phụ trợ được các đối tác như Yuki, Bosch, Foster, Roder, Mabuchi Moto, Nidec lựa chọn để sản xuất các chi tiết máy móc và các linh kiện bán dẫn phục vụ hoàn thiện sản phẩm trước khi bán ra thị trường. Mục tiêu chúng tôi hướng đến là trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác. Chính vì vậy, các sản phẩm, chi tiết máy bằng vật liệu hợp kim nhôm như A2017, A5052, A6061, A7075, vật liệu đồng như C3604, C1100 đang là thế mạnh của chúng tôi. Ngoài ra, các sản phẩm được gia công từ sắt thép cũng là chủ lực của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi có thể gia công hầu hết các vật liệu thép như thép carbon, S20C, SS400, S45C, S50C, thép hợp kim, SCM435, SCM440, SKS3, SKD11, thép không gỉ, SUS201, SUS303, SUS304, SUS316. Các sản phẩm nhựa kỹ thuật như POM, PVE, PE, PA cũng đang được chúng tôi chế tác thành phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Việt Nhật Tân theo đuổi triết lý kinh doanh, chất lượng Nhật Bản, giá thành Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực, cải thiện không ngừng vì niềm tin của khách hàng, để mang đến cho quý khách những sản phẩm, dịch vụ tốt với chất lượng vàng. Từ năm 2016 đến nay, công ty Việt Nhật Tân đã sử dụng hệ thống Lean ERP 4.0 để quản lý và vận hành toàn bộ công ty từ các phòng ban, kinh doanh, kỹ thuật, mua hàng, sản xuất, nhân sự, tất cả trong một. Bên cạnh đó, tháng 6 năm 2016, công ty đã được chứng nhận ISO 9001-2008 và đến hôm nay là chứng nhận ISO 9001-2015. Hiện nay, chúng tôi đang có 3 nhà máy sản xuất, trụ sở và nhà máy 1, 35/19/15 đường Phan Văn Hớn, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy 2, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, nhà máy 3, 3/2 đường 86, ấp Xóm Đồng, xã Tân Phú Trung, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, năng lực thiết bị gia công 30 máy phay CNC, 10 máy tiện CNC, 10 máy cắt dây, 10 máy phay cơ, 2 máy mài phẳng, máy đo kiểm, 1 máy đo tọa độ 3 chiều MITU-TOYO, 2 máy đo tọa độ 2 chiều MITU-TOYO, 1 máy đo quang MITU-TOYO, 1 máy đo độ cứng MITU-TOYO và rất nhiều thiết bị đo kiểm cơ bản khác. Việt Nhật Tân hiện tại quy tụ được 80 con người bình thường nhưng không tầm thường. Với lòng nhiệt huyết với công việc, toàn thể cán bộ công nhân viên luôn tập trung 100% thân, tâm, trí khi làm việc. Chúng tôi tự tin sẽ làm nên những kết quả phi thường, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, các sản phẩm chúng tôi đang được xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức. Chúng tôi tin rằng với mức độ tăng trưởng như hiện tại, sản phẩm của công ty sẽ có mặt ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Giám đốc điều hành CEO, điện thoại 0963-117-630, email hưng.nguyễn@vietnhattan.com.vn, bà Nguyễn Thị Kim Trúc, Giám đốc kinh doanh, điện thoại 0963-117-664, email sales1@vietnhattan.com.vn. Và sau đây là một số sản phẩm công ty chúng tôi đã từng gia công.